Tự nhiên đang thèm tôm với cua mà có giọng du học ăn liền á, thiệt là sướng quá đi. Sáng nay thì ngủ đổ lú được mấy con cua giấy càng, chứ thì mấy con tôm giạt nữa, ông luộc hết cho em ăn. Sẵn đi ra má thêm mấy trái cà tím nè, đem đi nướng nha mọi người. Cây cà tím nhẹ má có trái quanh năm suốt tháng, ăn hoài không hết. Mấy bữa nay đám cưới thằng em quậy la làng quá chừng, cho nên cái tiếng của em bị khang tiếng bể tiếng hết trơn trội rồi. Trong thời gian mà nướng cà, tiên đi ra hái thêm ít cải xanh nữa. Bữa giờ trời mưa trồng cái gì cũng tươi tốt quá trơn á. Tính trồng mấy bụi cải á tới ngày mùng 5 tháng 5 á để chim bánh xèo ăn, nhưng mà tiên nghĩ chắc không kịp đâu. Phải công nhận thời gian qua nhanh thiệt luôn á. Mới ăn Tết vừa xong á mà thấp thoáng mà giờ gần hết nửa năm nữa rồi. Cà nướng thơm quá chừng luôn mọi người ơi. Xong rồi bây giờ mình sẽ lọc nhỏ nè, gửi thêm một miếng mỡ hành lên nữa. Tôi nói nhức cái nách luôn cả nhà ơi. Bây giờ tiên mời tất cả mọi người ăn cơm cùng với em tiên nha. Tôi nói cà nướng mỡ hành á mọi người, ăn ngọt gì đâu luôn á. Rau sạch nhà chồng mới làm thêm mấy gỏi cuốn ăn ngon gì đâu á. Với mấy con tôm này nhà nuôi á, ăn nó cũng chắc thịt lắm mọi người. Cái xanh nồng lắm hả? Cái nồng. Cái già. Ừ, già nó nồng á. Hơn ăn cái bồ tạc nữa. Thì bồ tạc làm từ cái xanh mà. Ừ. Hồng mũi.